Đồng Hiệp gửi lời chào đến tất cả các anh chị em đang có mặt trên buổi phát sóng trực tiếp của bên xe máy Hoàng Kiên. Bên cạnh em chị Hoàng Dung. Vâng, tiếp tục lại đồng hành với lại anh chị em ngày hôm nay thì là em với lại Đồng Hiệp là sẽ có những cái mặt hàng hiện tại đang có mặt tại 52 chùa Hà Thành, Hà Nội. Anh em đang có nhu cầu thì mua những cái dòng SH mọi người nha, SH1, SH nhập, SH Việt và những dòng đồ cổ ví dụ như là 81, xe Dream. Anh em cứ comment ở đây để chị em sẽ đi qua một vòng cho anh em nhìn và cảm nhận những chiếc xe đang có mặt tại nhà em luôn. Vì nó rất nhiều các bác ạ. Đây các bác có thể nhìn một Trường Giang Đại Hải luôn. SH đúng không ạ? Rất nhiều đủ các mẫu mã SH và đủ các màu cũng như các biển nhá. Để một tem dắt ra các bác được hai hàng này thôi. Không còn nhiều loại nữa nên thành ra không thể lên được nhiều. Thì mong các anh em chia sẻ để những sản phẩm SH các anh em thấy đúng không ạ? Đây cháu quay một vòng những chiếc SH to hay những chiếc SH nhập cùng những chiếc SH1. Đấy các bác nhìn rất nhiều biển nhá. Và phía bên này những chiếc 82 cổ, 81 cổ hay là Dream. Đấy các bác nhìn những cái phân khúc Dream mười mấy triệu hay là hai mấy triệu máy Dream đều có để phục vụ tất cả những anh em đang quan tâm đến những dòng Dream huyền thoại. Đấy chính xác là những chiếc Dream huyền thoại. 81 hay là Simpson đều đầy đủ hết. Đấy. Anh em có mặt trên buổi live có thể chia sẻ giúp hai chị em. Vâng. 14 triệu 500 em vẫn nhớ mang máng đúng không ạ? Thật sự là giá live nó cũng đã rất mỏng rồi. Hàng máy Dream đẹp anh nhá. Anh em cố gắng cân đối giúp em tại vì là những cái dòng xe mà bên em đã được like mà đã giá là cân đối là tốt nhất có thể cho anh em rồi. Có thì bên em có ra lọc cho anh em một xíu lấy may mọi người nhá. Nên anh em cố gắng hoan hỉ giúp em. Ngày nay là quên ngày nay là ngày 1 tháng 7. Đấy chúc tất cả các tình yêu đang xem live stream bên xe máy Hoàng Kiên một tháng mới luôn sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc. Cứ cuối tháng làm sao mỗi anh em bỏ tầm khoảng đôi tỷ ở trong két là được rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Mong anh em chia sẻ để những sản phẩm này có thể được nhiều khách hàng biết hơn đúng không ạ? Những sản phẩm em nghĩ rất phù hợp, có thể em lên sóng lần lượt tất được. Thì anh em cần nhu cầu những sản phẩm nào có thể lên đây báo em sẽ dắt ra ngoài, đảm bảo âm thanh ánh sáng tốt hơn để tường thuật chi tiết từng xe cho tất cả những anh em đang có nhu cầu đúng không ạ? Vâng. Đây mời các anh em ra ngoài sân khấu chính để chúng ta đi đến những cái mẫu xe xuất hiện trong buổi sáng, một buổi sáng đầu tháng 7 anh em đang có quan tâm đúng không ạ? Rồi. Đấy rất là nhiều anh em đang xem. Ok ổn. Vâng, cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Anh em đang có nhu cầu những cái dòng xe gì mọi người có thể comment ở đây mọi người nhá. Rất là nhiều những dòng SH mọi người thấy không ạ? Đấy hiện tại hai bên cánh gà bên em SH cực kỳ là nhiều. Đây bên đây này nữa rồi. Đây. Vẫn còn cơ. Chưa hết SH. Lùi hơi kinh. SH giờ không hề anh ạ. SH bây giờ chẳng qua là nó chưa đến giai đoạn bùng nổ thôi. Bên em vẫn rất nhiều SH để phục vụ anh em. Chứ Nguyễn Minh Anh chắc là đang đúng không? Đang lấy dòng xe gì? Hôm qua em nhớ anh Minh Anh hình như là lấy cái con xe gì thì em quên mất. Anh Jim biển 37 có không em? Hình như Jim biển 37 em đang chưa có rồi. Anh nhá. Vâng, có các biển tỉnh khác rất nhiều Jim Việt. Vâng, Sport hiện tại em không có anh em ạ. Cúp 50cc em rất là nhiều. Cái dòng cúp CC xe 50 kìa. Khách hàng bên em vừa mua 50cc bản clear đấy ạ. Đấy 44442 đấy ạ. 44422. Đúng rồi, vẫn rất nhiều nhá. Hôm qua em ở lại buổi tối cũng rất nhiều các anh em quan tâm đến dòng 50cc và hỏi rất nhiều. Để chút rồi. Em sẽ lên. Đây, chương trình bữa sáng của sáng chúng ta ngày hôm nay là có những dòng xe đây. Jim Việt, các bác cùng xem một chiếc Jim Việt. Đấy. Một trong những cái tầm phân khúc hợp giá, hàng chất đều. Hay là future giá phân khúc có 10 nhô một tí thôi. Đấy, anh em nào quan tâm. Một chiếc SH 125 biển tỉnh giá nó sẽ hợp lý. Và đặc biệt là một chiếc S1 các bác nhá. Bản 2022 ABS bạc sần gọi là bản thể thao mà giá yêu thương okay, vô cùng luôn. Siêu phẩm đây, tí nữa em sẽ đánh dấu đầu live một buổi siêu phẩm Dream Thái 8182 rồi, hàng 82 zin toàn bộ các bác ạ. Đấy để các bác thấy hàng zin toàn bộ luôn để các bác có thể chú tờ ý đón xem. Rồi, và những chiếc Ablet LED đầu to nha anh em nhá, đấy 2011, LED chế cơ đây, có LED chế cơ giá dưới chục triệu cho em. Đấy, anh em quan tâm thì cho em một xíu SH nhập khẩu màu cà phê, màu đen, màu đỏ, màu trắng bên em có đủ. Đấy các bác nhìn này, đằng sau kia có những chiếc đỏ, đằng trước có những chiếc cà phê, bên trong có những chiếc màu trắng, hôm qua em like chiếc màu đen. Đấy, rất nhiều ạ. Rồi các bác nào. Biển Nam Định hiện tại không còn rồi anh. Ok anh Nguyễn Tuyến. Biển 89 có xem là Jim Việt biển Nam Định em xem lại đó. Anh em mới vào cho em xin nút chia sẻ mọi người nhá, để đông một xíu để em giới thiệu một chiếc xe Dream. Quá hấp dẫn quá. Mấy bữa trước các bác hỏi mà không lên kịp được. Hôm nay mới chính thức là anh em nó mới gọi là
Nắp cái giỏ mới đánh bóng, và chính xác là treo biển. Biển này em vẫn nhớ là mới cấp được có hơn chục ngày đâu đó. Dream đẹp đấy ạ. Một chiếc Dream đẹp hôm qua báo lên nhưng mà chưa lên được. Vâng, đăng ký tháng tháng 8 nhờ, đăng ký tháng 8 hay là cuối tháng 7 đấy, được có mấy ngày thôi. Mới cấp lại đăng ký thì mới lên được. Vâng, rồi. Đây một chiếc Dream Việt, sorry, Dream Thái. Thái. Hot lắm ạ. Hàng này là hàng hot tại nhà em luôn trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh em quan tâm, hôm qua em thấy là rất nhiều anh em quan tâm Dream Thái rồi, hỏi em rồi nhưng chưa ra được buổi chiều ngày hôm qua. Đấy, buổi sáng ngày hôm nay em lên cho anh em luôn. Okay. Chúng ta đi chi tiết được không ạ? Các anh em chia sẻ giúp em nhé. Trước khi chi tiết các bác chia sẻ để chúng ta đến cảm với một chiếc Dream Thái. À. Cái dè này các bác này. Zin đâu? Càng này, các bác thấy này. Meyer này, ui nó xanh này, xanh đẹp chưa? Xanh thế này, cái trục giật thế này. Chân nan này, từng chân từng nan một nhá. Các bác nhìn từng chân từng nan một. Chỗ chân vành, chân ốc van này. Không một lỗi luôn, không một lỗi vành được chưa? Cả hai bên luôn, các bác có thể xem. Đấy, mã Gosi này, các bác nhìn mã Gosi vừa chuẩn đét luôn nhá. Đấy, càng hai bên ốc trục đẹp chưa? Anh em thấy được không ạ? Rồi, đi đến cái đầu bò cháu ơi, vào luôn cái đầu bò cho các bác xem. Gioăng xanh chuẩn đét nhá. Các bác nào nhìn chi tiết giúp em hàng đầu bò gioăng xanh, vì bên em quay nó có 3 camera, 3 máy nên là để mà nhìn nét được nó quay sẽ có. Máy này, yêu. Đẹp quá thì mấy gioăng xanh. Các bác nhìn sướng. Yếm nhá, yếm xịn luôn nhá, yếm xịn luôn. Đấy. Từ cái cần gẩy số này, các chi tiết này. Đem này. Đấy, hàng được. Lườn này, các bác nhìn lườn này. 1 2 3 4 hộp xích này. Đấy, chân trống này. Tất cả các trụ giật ốc giật tàu đều tăm tắp, chân nan vành sau được hết luôn, được không ạ? Rồi cháu quay chậm nhá, hàng Dream Thái cố gắng quay thật chậm để các bác cùng xem. Biển mới nhá, biển bên em mới, mình lúc mua nó là biển tỉnh, em rút về sơ về hồ sơ về xong bên em bấm biển mới. Để mới bấm được có mấy ngày, chính xác là mấy ngày. Để ra được biển mới để các bác có thể yên tâm. Biển Hà Nội rồi. Cho em xíu báo giá luôn. Chân nan trục bồ này, các bác nhìn này. Đó. Tiếp tục càng Thái này. Nhựa tem. Vâng. Ra máy này. Quá đẹp. Đôi giá máy yêu anh em. Quá yêu. Thôi nó là xứng đáng anh em nhá, anh em đang quan tâm những chiếc Dream Thái. Vâng. Mặt đồng hồ này nó xuống màu thì đúng thời gian luôn, các bác thấy. Đôi gương. Ôi đến cái nắp lườn rồi gầm nhá, tất cả mình xem hết các bác. Mình sẽ chi tiết yên thì bọc lại thôi chứ xương Yên Thái này các bác nhìn xương Yên Thái này. Rồi. Nắp bình xăng. Wow. Quá ấn tượng luôn. Tàn đẹp không? Các bác nhìn. Có nhiều lắm anh cho em một thua. Tài này. Đấy. Ok không? Các bác nhìn. Quá ấn tượng đúng không ạ? Rồi cháu cứ gầm cho các bác xem. Nhìn gần gầm. Kia, quay còn bên kia, quay còn bên này. Quay còn bên kia nó sáng hơn. Đấy. Không, ngửa lên em ngửa cho cháu. Đây, đây cháu. Đúng rồi, chậm rồi. Đó rồi. Anh em nhá. Đấy. Rồi, anh em xem được chưa? Căng luôn ạ. Rồi, anh em nhìn một chiếc Dream đời 2001. Một. Đầu đấy. Máy là 821 đúng không ạ? Đầu máy 82 cuối 2000 và đầu 2001 là xuất hiện. Đấy thì anh em nào có quan tâm thì ở đây có luôn. Có giá luôn. Giá anh em nào quan tâm. Máy ui, cái máy nó căng thế rồi anh em. Anh em nghe thấy máy được không? Quá ấn tượng, quá xuất sắc. Hàng Dream Thái. Không có nhiều nhá. Tôi em báo giá luôn để anh em đỡ phải chờ đợi. 61.500.000. Anh em nào quan tâm thì đừng bỏ qua sản phẩm Dream đầu máy 821. Đẹp từ những cái pha, cái viền pha đây, các bác nhìn cái viền pha này. Đó, nếu mà xước thì nhiều ông nên sơn, không sơn thì bọc lại. Bên em có mấy chiếc bọc nhưng mà rẻ thôi. Chứ hàng đắt này các bác nhìn này, zin hết luôn. Nó là phải là zin. Đấy, nó là zin. Ngồi nó trông nó chững chạc, sang trọng, cái thụt, cái giảm sóc hay cái độ chắc lịch của bạc máy hay là máy. Ok luôn. 61.500.000 anh em nhá, ở đời 2001, okay, máy còn zin. Sơn anh Dream. Em nào các bác được, các bác các chú chứng tuổi một tí muốn một chiếc Dream gọi là điện thoại. Ra máy đẹp, máy căng. Đây xem lại ra máy một lần nữa. Cái này xem lại các bác nhìn này. Rồi, xong trong lúc vừa xem em bật máy này các bác nghe nhé. Máy đúng không anh em? Bây giờ Dream Thái tầm tiền này càng này các bác nhìn này. Nguyên mà, máy nguyên càng này, đồ này các bác nhìn này. Hàng. Tâm nan anh em nhìn, tâm nan nó bật vàng kìa. Rồi, đây xuống Meyer này. Chụp giật. 25 em có nhiều anh em nhé. Đúng không? Các bác nào chưa? Anh em chia sẻ giúp em nhá. Để một sản phẩm Dream Thái phải nói là đẹp, xứng đáng về cho những anh em nào đang tìm hiểu. Nói thật với các anh em nhá, nếu mà để nói đến giá thành của Dream Thái, có những chiếc Dream Thái máy zin đẹp giá trên dưới trăm là bình thường, phải chia sẻ. Căng luôn anh em ạ. Lên ở mức 615 rất xứng đáng, rất xứng đáng. Đây, quay lại cái mặt nắp bình xăng này. Quá đẹp. Tím lịm luôn, đúng không? Cái tán nó còn. Anh em nhìn những cái tán của Dream Thái đời 19 đời 2000 2001 đến bây giờ nó vẫn còn nguyên zin này.
Đấy, những cái tán này anh em nhé, nếu mà bây giờ mà làm lại rồi là không còn đâu ạ. Đấy, làm lại rồi nó bị sâu vì là phải mài, phải đánh giáp. Đúng rồi, các cái tai nhá, các bác nhớ này, các cái tai này. Đấy, xài, nó chắc nịch luôn đây, từng tai, một tai, hai tai, các ốc bên trong ốc chuẩn hết đúng không ạ? Đều tam tắc. Nắp này, rồi. Bô 2543. Thường nhiều thì bác thằng Jim Thái thì anh em xác định luôn là bô phải là 2513. Được. Hợp lý không? Bô thay không quan trọng. Lốp thì đương nhiên là có thay rồi anh em, 2001 đến bây giờ còn thì cũng phải thay. Vâng, nhưng mà đây em vừa lướt qua lốp từ 2017 có nghĩa là chủ đi đây các bác nhìn này, 2417 có nghĩa là 7-8 năm rồi, có nghĩa đi mấy đâu hàng, những cái hàng Jim bây giờ. Nói thật với các bác, để nói là xe tốt, xe chất, xe ok thật, nhưng đến trước đẹp trước xuất sắc. Các bác cũng kê nhiều, các bác ngắm nhiều chứ đi không mấy. Đây 2017 giờ thì cái lốp vẫn còn dày nguyên này, có nghĩa là chủ 8-9 năm cũng chả đi thì các bác biết rồi. Đấy, nên cái giá luôn nhá, 61.500.000 em khẳng định xứng đáng, thì cái tiếng máy các bác nghe nó quê lắm. Anh em nào chơi Jim Thái không lạ gì rồi, nó căng ngồi lên cái độ nhún nhủ nó sướng. Khung sườn nó vào cua ấy, nếu bác nào đi Jim Thái vào cái cua nó bắt một phát sẽ thấy được cái độ chắc của Jim Thái mà Jim Việt không có được. Đây em khẳng định. Nhưng còn Jim Thái nó bạc máy, cái độ treo máy của nó tốt. Rất tốt đúng không ạ? Anh em nghe tiếng em ra nhẹ tênh. Vâng, rất thích, rất mượt. Nghe tiếng này ôi giời. Nghe nó ngọt ngào, nó theo kiểu là thôi tóm lại là 61.500.000. Xứng đáng nhá. Rất xứng đáng. Không có nhiều, phải nói là không có nhiều trong những lúc vừa rồi nhiều các bác hỏi mà không lên được. Này em mới chính xác là trước giờ live 15 phút mới ra được, mới kịp lên. Anh Nguyễn Văn Trinh 58 triệu cọc. Rồi, rất nhiều các bác khen đẹp quá rồi. Rồi nhiều các bác chia sẻ 60 rồi anh Nguyễn Hiền, cố lên tất cả anh em ơi, vì không có nhiều đâu ạ. Cũng phải đâu đó nửa tháng đến hơn tháng nay em mới lên được một chiếc Jim Thái. Nó xứng đáng, nó phù hợp cho những anh em có nhu cầu và sưu tầm tìm. Nguyễn Trường Sơn xem con xe Jim 2004 đến 2008 qua, em có con biển 33 để 2007. Rồi. Máy còn zin. Đúng rồi. Thế là con đấy nó bán ra 20 mấy triệu nhỉ? 23 triệu 500. Hay đến 24 triệu gì đó hôm qua em nhớ không bạn. 615 nhá anh Tuấn Trần nhá. Nhìn cái rẻ này, thấy hàng nó đẹp, nó đều và nhìn cái đầy đúng luôn. Các bác nhìn cái nước xanh của chậm nhé, cho đừng liệm ảnh rồi chính xác đấy. Các bác nhìn để nguyên thì các bác nhìn đúng không ạ? Rồi một bên nhá, bên còn lại để các bác đứng nhìn ơi. Đấy đúng rồi, nó giữ cứng này thì các bác nhìn nó rất là sướng chứ anh. Bia thì các bác nhìn nó lại không đẹp đúng không ạ? Đến đầu bò nhá, đầu bò giữ cứng một lúc rồi để các bác nhìn. Đấy các bác nhìn đây, đầu bò một máy nhìn được. Đấy các bác nhìn một lúc mới thấy đẹp được đúng không ạ? Xứng đáng không ạ? 02593 rồi, đẹp chưa? Anh em nào có nhu cầu quan tâm thì liên hệ nhanh tay, nhanh tay. Quay cho cô cái biển. Biển lên định danh rồi anh em ạ. Con này biển trước nó là biển mới thôi, bên em mới biển trước là biển tỉnh. Rút hồ sơ sang bên Hoàng Kiên em đi bấm biển. Biển này là nhân viên Hoàng Kiên bấm về nên các bác có thể yên tâm luôn. Cũng rất là tươi, rồi rồi. Anh em hỏi zin hết không? Zin hết anh ơi. Có cái yên bọc lại nhá. Đúng rồi. Mấy chi tiết như mấy bô này, mấy cả những cái cao su thì thôi các anh em thông cảm. Còn em đang nói lườn lóc khung sườn hay là máy móc nhá. Thì anh em tự tin luôn là zin. Để anh em chơi. Zin Thái. Trước. Đẹp nhá. Yeah. Gặp Hoàng Dung trong Nha Trang thì phải. Ôi thế á, anh Hải Nguyên thật à? Thế mà không gặp nhau, không chào em gì cả. Chán anh thế. Đúng rồi, hôm vừa rồi em đi Nha Trang thật mà. Em đi Nha Trang gần một tuần. Vâng, cái quả đào cao su thì trước nó thay mất quả đào. Rồi cái này thì không quan tâm anh em ạ. Vâng, đơn giản mà. Nguyên zin đây anh em ạ. Yếm này, cái yếm nó xịn này. Các bạn nhìn yếm này. Yếm Thái này. Gặp nhau mà chào nhau thì cả, chả cho em xịn. Độ. Ui giời. Ôi. Chán anh thế. Quá đẹp luôn. Rất ok nhá. Rồi, hợp lý cái quả đào này thôi. Tính quả đào nó bình thường thôi, hiếm quá ok luôn rồi. 61.500.000 đấy anh em quan tâm. Thực ra là bỏ 61.500.000 thì nhiều khi nhiều anh em thì không kiểu là không đồng tình về cái vấn đề là hơn 60. Vâng. Thế nhưng mà nhiều anh em lại thích và muốn chín mua. Nước. Anh Nguyễn Hữu Kiên chín nước được. 61.500.000 nha anh Văn Sơn nhá. Rồi thì cảm ơn. Nhé anh. Là nhiều anh em cứ giả 59-60 đây này. Đấy, cảm ơn Ken nhá. Anh ơi, Vision rẻ nhất là bao nhiêu tiền? Vision rẻ nhất tầm khoảng 12, 13, 14 triệu. Đều nhá. Thực ra con xe này nó xứng đáng. Làm con SH đẹp. Hàng cũng vừa miếng mà lại hot hit. Sáng nay có mấy anh em gọi điện thoại. Em có báo là còn, nhưng mà một số anh em lại thích cái đời nó mới hơn tí nữa. Nhưng mà giá này lại bướng hơn thì thôi. Chiếc này là 2022 thôi. Đấy, SH1 bạc sật. Biển Hà Nội, giá rất hợp lý. Chính xác là em để 60 triệu. Đấy, báo giá luôn tí. Trong lúc các bác quan tâm đến những sản phẩm nhà em. Mà đu đủ bố em có hỏi xin số chị nhưng chị không có cho chị ạ. Tại bố em hỏi. Hẳn là bố em hỏi. Xe vừa xong là zin anh em nhé.
Hẳn là bố em hỏi, em không hỏi chị mà em lại hẳn là bố em hỏi. Anh em có nhu cầu mua những dòng xe gì mọi người có thể lấy điện thoại hotline trực tiếp nhân viên online bên em. Tại vì trong cái thời gian bọn em live anh em cũng gọi cho Thiệt cũng không được, gọi anh Kiên cũng không được mà gọi cho em cũng không được. Bản thân bọn em live vâng, bọn em đều chính xác ạ. Máy. Đang bận mất ạ. Vâng, em vẫn phải làm việc ạ. Chào anh Xuân Hòa Borero nhá, chào tất cả anh chị em đang xem livestream. Vâng, anh Thúc Nhơn có ít chai xuống áo khách lấy rồi anh ạ. Anh Nguyễn Hữu Kiên chín nước đúng rồi ạ. Anh Hiếu Linh Hoàng Dung về làm quản lý cho hotel mới Hoàng Kiên đỡ nắng mưa. Cũng là một phát hiện mới đấy ạ. Nhưng mà chắc chị là chân chạy không khả năng cố định đâu. Biển số Hà Nội. Vâng đúng rồi anh Kiên ạ. Rồi cảm ơn rất nhiều anh Khánh Lương, anh Tuấn Tú và anh Cao Xuân Sơn. Các anh em đang chia sẻ rất rộng cho bên Hoàng Kiên. Cảm ơn anh đã bổ quả sẻ rất là nhiều. Cảm ơn anh. Vâng. Anh bổ sẻ rồi. Rồi chúng ta đến với S21 nhá. Trong lúc các anh em vẫn còn nhiều anh em còn nghiền ngẫm gym lắm. Nhưng mà thôi em cứ phải tiến hành chương trình theo tuần tự. Bác nhìn cho em cái càng đen, cái vành đen, cái má phanh mà đỏ ạ, đúng không ạ? Đó là bản Sport, cái da răng trong ABS, nó là bản chống bó cứng. Anh lấy xe gì đấy? Quay lúc sáng xem này. Dạ vâng. Vừa điện chị đây. Đấy. Em ơi, thế anh ra hợp tiếp hộ em nhé, em đang like. Okay. Chào anh em tí anh ơi. Giao lưu anh em. Không. Khách hàng vẫn đến ủng hộ, các bác nhìn đến phía kia, một tốp khách, đúng không ạ? Rồi tiếp tục ép đắt được không ạ? Có chút chân đang tả xe nhá thì thôi em chào khách một chút anh em thông cảm. Vâng, anh Sâm Chuẩn ơi. Đèn led màu này là sần nhá các bác nhá, sần. Ưu điểm của sần là nhìn nó khỏe hơn, nó chống xước nhẹ một chút, chống xước tuyệt đối thì em không nói nhưng chống xước nhẹ hơn với phần bóng đấy, và nó khỏe hơn, nó cũng đẹp hơn. Nhưng với trường hợp các bác phải lưu ý giữ cho em nó sạch sẽ tí nhá, chứ bẩn bụi nó cũng dễ bám hơn đấy, vì nó sần mà nó có độ sần thì nó không như cái bề mặt bóng. Đấy, hàng gì này các bác nhìn cái phần gầm gì này, đúng không ạ? Zin đẹp chưa? Đấy các bác nhìn sần đẹp này. Ôi để sần này, từ những cái chi tiết trong gầm này các bác nhìn này. Những cái sần bám chân hay những cái ốc zin hết luôn. Cái chỉ yên các bác nhìn này, chỉ yên đỏ này, chỉ yên đỏ quá nhỉ. Cái chữ đen này thụt đỏ này các bác nhìn này, quá ưng ý luôn đúng không? Rồi phần sần nguyên này, ra máy theo xe này. Đấy SH sần nó phải thế, inox chống gì nhá. Nếu nó cái này thì gì, cái này nó bẩn thì rất đơn giản, các bác cứ lấy cho em cái rẻ lau đánh bóng, tấm đi xăng đánh bóng thì càng tốt, sáng quắc luôn, rất đẹp. Tay xách lại nguyên hết, đồ sần đằng sau theo xe đấy, thụt đỏ, vành đen đấy, càng đen, yên chiêu thêu chỉ đỏ, tay xách đen, những cái chi tiết nó đặc sản của cái bản SH Sport, bản đắt nhất, gọi là bản đắt nhất đấy các bạn. Đẹp thiết kế Oppo. Đẹp này các bác, đọc rõ để chân anh em nhìn một chiếc này, đúng không? 60 triệu thôi các bác ạ, 22 giá. Đó, rất rất gần. Mới các bác ạ. Tay này, tay nắm này, thấy tay nắm bên này này, phím này. Đấy, nó vẫn còn chưa cái động cái phím này nó còn chưa thèm bị mờ ấy. Đấy đây. Đề nhiều thì đương nhiên là sẽ bị mờ đúng không ạ? ABS mọi người nhá, bản sần ABS đây. Phanh cặp vù vẫn còn nguyên zin, chưa bị đâm đụng, chưa bị va đập, chưa bị dồn nén. Đấy độ sần rất là căng, yên áo này. Yên áo này chắc nịch luôn. Cái chỉ của nhà sản xuất vẫn còn nguyên zin theo xe mọi người nhá. Vâng, 60 triệu đồng một chiếc SH1 bạc đen. Rồi. Bạc sần. Đèn led 2 tầng, phanh ABS. Đây, gương theo xe, bác nhớ gương inox từ cái chụp này nhá. Nó cũng là đặc sản luôn đấy, nó chụp được cả cái đầu ốc đen này chứ nhiều ông chỉ có chụp nhỏ như này là không phải này. Nó chụp như tất. Chiều anh em nhá. Rồi, các bác này, đây xem cốp nhá. Em vẫn chưa nổ máy luôn. Các bác nhìn này. Được không? Các bác nhìn này, đồ zin hết luôn này. Để đây là chỗ kiểm tra nước mát nhá. Đấy, nó thiết kế rất là ok rồi. Nói chung là hàng xe ga động cơ 125 của Honda, một trong những sản phẩm được đánh giá là xuất sắc nhất nhì dành cho nữ. Nếu để nói đến nhất thì cũng không dám hẳn vì nó còn Vespa Sprint một vài bản đấy cho nữ. Nhưng nói đến nhì thì nó cũng chỉ ngang với Vespa đấy thôi. Nên là để so sánh thì thật sự đây là con những quay, dòng con quay chậm nhé, con quay chậm mà con đi giữ máy để cho các bác nhìn cùng nhìn đây. Đẹp không? Con nhìn thấy đẹp không? Phím bấm đổ đạc 7.000 cây. Có 60 triệu rồi các bác ạ. Biển Hà Nội đăng ký xong rồi. Lúc thời điểm đắt 83 triệu cơ. Rẻ bây giờ đăng ký xong cũng gần 80. Đấy không hề rẻ một chút nào, hơn 70 với những cái bản đắt nhất này. Đấy, anh em nào đã có hoặc đã từng trải nghiệm có thể biết được cái giá của xe. Thì bên em đang bán ra có 60 thôi. Các bác quan 60 tâm. 60 triệu đồng nhá. Anh em nhá. SH1 2022. 2022. Hơn 7.000 cây chuẩn chỉ anh em ạ, phanh ABS. Thực ra là cái bản sần này thì nó sẽ đắt hơn một xíu so với các bản bóng. Anh đang hỏi là bản SH1 Sport 2019. 19 anh thích màu gì ạ? Nó đúng rồi. Cũng có màu bạc sần, cũng có màu đen đỏ. Đấy mấy màu.
thì 29 hiện tại em đang có những màu thông dụng thôi, chứ còn màu Sport thì lại không còn rồi. Sport có anh cố lên lấy hẳn bản này giúp em. Không em có SH đời mới đúng không ạ? Có luôn. Vâng. Vào luôn đi anh em ơi, vâng. Em giá 60 mới luôn. Triệu nha anh em nhé. Vâng. Anh Lâm Ly Nguyễn, anh Nhan Thành trực tiếp cho bên anh Hiệp nói hai. Vâng, cảm ơn Xuân Hòa Bororo, Hiệp Trà Trang. Vâng, cảm ơn nhá, rất nhiều các bác. Mình thích cách anh Hoàng Kiên bán hàng. Vâng, em cảm ơn anh Xuân Hòa. Thích màu đen trắng, hiện tại đen trắng hiện tại em đang. Vâng, đen trắng cũng là bản Sport đúng rồi. Cái đen trắng nó có cái hay, chính xác em cũng ghi nhận vì nó là bản bóng. Bản bóng thì nó có những bác nào mà bị bẩn biếc liên tục ít rửa thì lấy bóng nha. Còn sần nhớ nhá, lấy bản sần là phải chịu khó rửa sẽ sạch sẽ để cho nó nhìn nó khoe được cái sần đấy lên, chứ không nó sẽ hay bám bụi, bám bẩn. SH màu nâu à, rất là nhiều anh ạ. Màu nâu giá dao động bên em tầm hơn 30 triệu đã có SH rồi anh ạ. Anh Nguyễn Khanh nhá. Đẹp xấu trai nói hay, à quên đẹp trai nói hay. Rồi cảm ơn các bác. Video hiện tại em không ai nói được giọng như chị Dung. Đúng rồi anh Cường, cái chủ chị Dung ngày 2K mà giọng vẫn trong veo. Người nào đi SH này sướng gấp 10 lần đi The Gym. Tình hình ai là... anh Hành. Chưa hẳn đâu anh Hành ạ. Nhiều anh em vẫn còn hai tư tưởng, nhiều bác còn thích gym hơn SH cơ. Đấy, anh cứ bảo SH gấp 10 lần gym nhưng nhiều anh em ở trên này có thể công nhận với em ngược lại ngay là The Gym hơn SH. Đấy, nên là thôi, mỗi anh em một sở thích, em không phản đối được nhưng ngày, cũng không đồng tình hẳn, đúng không ạ? Được ngày anh em khen em thì tình hình chắc tối chiều nay chắc phải nghỉ. Vì là ngày hôm nay là nghe giọng bị e rồi anh rồi, em ạ. Nói để chưa về ngậm mật ong và gọi là quất hốc rồi. Có ngậm cái rồi. Gì bao giờ đâu. Rồi. Em khản tiếng hoặc em đau họng là thứ nhất là em dùng siro hoặc là cái viên kẹo ngậm ấy, xong là xong. Ừ. Xong là đây giọng em nó cứ to đùng như thế ấy. Nói nhiều quá anh em. Chăm sóc giọng tốt hơn mà ngậm nhiều loại bổ trợ họng nữa thì chắc là chị hát to nữa đúng không ạ? Basic có nha anh em nhá. Rất nhiều đấy. Có giá bảo hành, có bảo hành luôn. Vâng. Giá qua chiếc Basic màu vàng ấn tượng đấy. Hôm qua có khách hỏi và ngay sau live là em có kiểm tra xe cho khách là chiếc cái máy zin tay em mua xe của chính chủ. Có sơn thôi, Basic màu vàng. Em không nhớ giá 17 okay, trên dưới gì đó anh nhá. Để em xem. À không, 17.800 nhớ rồi. Tại vì hôm qua lúc đấy là chưa dọn là bán hơn 16 triệu nhưng dọn sạch sẽ ngon lành 17.800. Vì cái tiền đồ xe đấy vào, có vào tiền sơn. Nón mẹ mua. Mẹ bảo là mày lai ngoài trời mày đen quá, trông mày về trông như kiểu củ súng lục ấy, thôi về mua cho cái nón. Rồi, anh Phạm Ba Vario em không có. Vario anh em hỏi về SH nhập em ra ngay sau đây chiếc này. SH 160 150 em có nha anh em nhá. Rồi. Có anh em có nước ạ. Em vâng. Đây một 2021 chiếc, đúng không ạ? 2021 bản 125. Ưu điểm nó là biển tỉnh thì giá thành nó sẽ rất phù hợp cho anh em mua lại với những các bác không cầu kỳ về biển các bác ạ. Đây hai hàng là nhựa sơn này các anh em nhìn này. Đánh bóng hết rồi. Đức bảo Đức trực tiếp Đức đánh bóng nhưng mà đánh bóng thế này là lỗi này. Đồ bóng đánh được nhưng đồ sần đánh sang nó ố, các bác nhìn thấy không? Đố đây. Cái phần này phải là lau sạch rồi, hơn okay. Nữa đánh chỉ đánh được phần bóng thôi, phần sân này mình phải lau bằng chất liệu khác. Đây phần sân bị đánh lan đây, gọi là đánh lan sang đó ạ. Đấy, nhưng mà cái đồ bóng nó đẹp, đẹp thật sự các bác nhỉ. Đấy tay chân to đúng không, nhập bên mình có nha anh em nhé. Em sẽ nhập bên mình có tí em lên nhập này cũng hàng nghìn đâu nhập bây giờ thì thật sự chia sẻ với các bác là SH 125 form mới đấy ạ. Rồi, cũng đã bắt đầu được anh em Việt Nam thịnh hành và chuộng rồi, cũng không quá cầu kỳ về form cũ hay form mới nữa, form này cũng đã được các bác yêu dần rồi. Thêm nữa là cái giá thành nhá, em phải nhấn mạnh cái giá thành những chiếc SH lướt này biển tỉnh giá rất hợp lý luôn. Chính xác là 61 triệu thôi. Bác nào quan tâm cho chiếc 2021 này thì liên hệ giúp em. Bây giờ 61 triệu để mua được SH cao không dễ gì đâu ạ. 7.800 km anh em nhá. 74 triệu mua mới đang tính xong sắp xỉ 80 triệu. Anh em phân khúc 60 thì bỏ ra cả 80 nó lại là chuyện khác rồi. Đấy, nhưng các bác ơi, mua A-Blade, mua mới tinh đăng ký xong cũng sấp xỉ giá này thì mình có thể chuyển sang luôn SH giúp em với những chiếc SH lướt hàng hơn 7.000 cây, máy zin, sơn nguyên bản. Đấy, hai khóa đầy đủ. Những cái chi tiết như là tay sách này hay là cái yên này thì bên em có spa lại thôi. Đấy, nhìn rất dễ thấy. Đấy, nhưng đồ nội thất này bên trong này nó là nguyên zin này. Đấy, các bác nhìn tay sách này với cái vỏ yên là bên em có dọn nhá. Các phím này các bác nhìn lại một lần nữa, các phím này để thấy hai cái đồ sần này chống gì này còn nguyên bản hết ạ. 61 triệu 61 triệu đồng anh em nhá, nhập Việt ạ, 2021 ạ, bản form cao 2021 đấy, 7.800 km thôi đấy, màu trắng anh em nhá. Form dáng thì bây giờ là tất nhiên là tùy từng anh em một, mọi người thích form dáng mới, mọi người thích form dáng hai tầng đấy. Được cái là con này thì nó đồ nó cũng đều sạch sẽ ngon lành, gành đào hết rồi cho anh em rồi. Giá thì cũng tình yêu thương hơn 60. Vâng. Vâng. Hợp lý không các bác? SH Việt. Bây giờ form dáng này rồi, rất hợp lý rồi, nhiều các bác cũng đã chọn rồi.
150 2020 ABS bao nhiêu ạ? À, 150 thì nó giá tầm dao động tầm khoảng hơn 70 một xíu nha anh em. Đây đây đây, xem xe này. Vâng, SH 150 21. Con này thì 125. Đấy, có màu đen không? Em nhiều lắm, màu đen, màu đỏ, màu trắng bên em có đủ luôn ạ. Basic 2017 trở lên. Hiện tại là Basic thì 2017, hiện tại em đang không còn con nào, duy nhất nhà em chỉ còn hai con. Một con màu hôm qua em báo một con có 17.800, máy còn nguyên zin, màu vàng đồng. Đấy, và một con nữa biển tỉnh. Con biển tỉnh ấy là đời 2015 hay 2016 nhỉ? Basic ấy. Biển 89 thì có anh em cọc mất rồi. Ừ. Còn lại hai chiếc là biển 16 và biển Hà Nội đều đời thấp. Vâng. Anh rồi. Ly Nguyễn Lâm Ly đúng không? Muốn xe nhiều anh em bảo bản led 2 tầng đời này đúng không? 2019 đúng không ạ? Em còn nhiều lắm. Rồi anh Cường đấy chủ, anh Nguyễn Hành rất nhiều anh em đang khen chị Dung. Em trong văn phòng của em rồi nhé. Em ơi, vâng ạ, anh em và mời nước anh đi. SH1 giá sao? Giá 60 triệu anh ơi. Vâng. SH Việt vừa rồi thì 61 triệu. Đấy các bác thấy giữa SH1 và SH Việt nó cũng không lệch nhau nhiều đâu. Quan trọng tầm của các bác và nhu cầu của các bác là chính thôi. Đây mời các bác đến với SH Cà Phê nào. Rất nhiều anh em quan tâm đến cà phê thì đây em đang đứng trước một chiếc SH Cà Phê bản máy 150. 150, đúng đầu máy nhá. Sorry, 125. Giá rẻ. Rồi Đức vừa báo lại 125. GF. Rồi. Nhập khẩu anh em ạ. Cà phê. Nhà nhiều 150 quá nên em nhầm các bác nhá. Bảo sao? Hàng GF thôi. Dọn dẹp xong xuôi đâu đấy hết rồi. Vâng, dán tem 150. Vâng, 125 anh em nhá, bản nhập khẩu màu cà phê. Màu nâu cà phê để anh em xe sạch sẽ ngon lành gành đào, giá thì tình yêu thương cho anh em thôi mọi người nhá. Đấy. Anh em nhìn đồ đoán con này như 2.500.000, bác tìm đâu được SH cà phê bây giờ còn 325, những cái xin nhan, những cái đèn hậu này vẫn còn. Đồ này là nó còn nhưng mình sơn lại đúng không ạ? Đấy. Các cái đồ sần là còn zin này các bác này, xước một chút em dán ở dưới đằng đuôi thôi. Đấy, biển cầu giấy 80803, biển cũng tươi đúng không ạ? Toàn 83 thôi. Đấy. Đồ sần. Anh Nguyễn Hành, ok anh nhá. Cảm ơn anh rất là nhiều. Yên thì bọc lại này. Đấy. Hàng đồ sần này. Đấy. Hỏi cho anh món khác, anh em đang được kêu Đức bê mâm ra món khác cho anh. Ủa, em đi này. Đưa các cái món rồi, đấy. Con này thôi em cố nốt like nốt con này vì những dòng này bên em rất là nhiều. Đấy, anh em lại rất là thích những cái dòng nhập khẩu đấy ạ. Con mà này nó thì giá anh ạ, có 325 thôi nên là nó bất ngờ quá nên thôi em bảo Đức để lại ra đây để giao lưu với anh em. Chứ đúng là mấy bữa vừa rồi thì SH nhập lên liên tục nhưng anh em nhớ cho em có 32.500.000, nghe máy nhưng vẫn rất ngon. Thụt trước thụt sau ok đúng không ạ? Kiểm tra hết rồi, nhựa nhiếc hình hài đều đã dọn sẵn để các anh em chỉ việc chơi. Đấy, những anh em vừa kinh tế tiền nhập 125, 150 em nhiều lắm anh. 150 thì đắt hơn thật sự, 150 các con bác này 125 thì nó rẻ hơn máy này anh em ơi. Ô ngon lắm, ra là dán tem 150 rồi. Thôi nhiều anh em có trải nghiệm thì ok anh, 125 nó cũng rất là bốc rồi vì hàng nhập mà nó vẫn bốc và thoát mạch nên là anh em có quan tâm thì liên hệ giúp em. 32.500 thôi, khẳng định đây là những cái giá rất mới các bác nhá. Rồi, đã anh được kiểm tra bảo dưỡng đường nước hay đầy đủ ngon lành hết. Anh Thành Công đang bảo đổi SH125 2023 lấy SH150 đời 2022 bù thêm bao nhiêu tiền. Nó liên quan đến chất lượng có xe này anh nhá. Anh phải liên hệ trực tiếp với số hotline bên em. Vâng. Gửi hình ảnh cụ thể xe của anh, tại vì xe của em đã có giá rồi. Vâng. Đấy, quan trọng cái xe của anh đi nhiều đi ít, đi máy thế nào, biển tỉnh hay là biển Hà Nội. Đấy anh Thành Công nhá. Vâng. Rồi. Anh em bảo đổi món thì chắc là sang gym đúng không? Hay là món gì anh em có lên đây để em và chị Dung biết để đưa ra, tại vì không biết được anh em thích sở trường món gì. Đấy nên là những anh em nào có quan tâm món ăn hay là những chính xác là sản phẩm gì đấy thì anh em có thể cho chị em biết được nhá. Rồi. Rồi. SH 160 à? Anh em ạ, máy của máy con đấy chạm rồi. Đổi xe ô tô đi, anh Đồng Thóc Gạo, Đồng Thóc Gạo, anh cùng họ với em luôn. Giỏi hơn mỗi ngày có trả góp không anh chị? Trả góp có anh em ạ. Home Credit cái gì đấy? Vâng. Gọi là ngân hàng thứ ba. FE anh em ạ có nhá. Anh Tuấn Tú con này đi 10 năm nữa vẫn ngon ok. Thực ra xe thì nhiều khi liên quan đến người, các bác cứ giữ gìn cẩn thận, dầu máy đầy đủ với SH nhập đường nước ngon lành nữa là các bác cứ thế chuyển cho em. Rồi. Còn vẫn là câu chuyện xe là vẫn phải do người giữ đúng không ạ? Những chiếc Jim bây giờ em thấy Jim Thái 3-40 năm, đấy nhiều chiếc vẫn còn xuất sắc. Đấy. Còn có những chiếc Jim một vài năm đã xuống cấp rồi, đấy là liên quan đến cách giữ và bảo dưỡng khi sử dụng các anh em nhé. Rồi, Vec 3, lên Vec 3 Liberty à? SH đời 2018-2019 đi, rồi anh Vi Phạm.
Lên phiêu 1, được rồi, phiêu 1 ngay ngoài này anh ạ. À, có luôn. Đi Mai 2007, 2007 ngày hôm qua. Qua lại rồi. Mà máy zin đấy, biển 33 máy zin đấy, em bán ra với giá là 23 triệu 500 hay sao em. Hoặc anh lên một chút tiền nữa có thể sang hẳn đời 22 này xem sao. Về đời 22 thì nhiều anh em ưng là vì nó bốc, đồ nó sáng. Đấy là 22. Đấy, nhưng mà nhiều anh em lại chê với những cái đời giòn vàng này, nó là hay xùi máy rồi côn nghe hồi cao, đấy là những cái nhũ nó kém. Thì thôi mỗi anh em một cái ưng hay là không ưng nhá. Em có luôn bây giờ đấy. Đây là một chiếc 22 với những cái nhược điểm cố ưu, nó là xùi phần nhũ, các bác có thể thấy phần nhũ nó còn nguyên bản nên là nó xùi. Nếu anh em có ưng đầu tư thêm sơn hẳn càng lại cho em nó ngon. Có anh trả. Đây như ra máy này. Là hơn sơn. Mỗi ngày nhá, có nhưng có mà cái máy bác, theo cả tiếng cho chú bác xem cái đầu bò chú xuống phải chú xuống đấy đầu bò máy zin máy zin nha anh em nhá, đời 2012 một chiếc đồ đêm Việt ra máy có được bắn tỉa anh em nhá. Tôi ra máy này là bắn tỉa này, nhưng mà đời này thì không tránh từ 2011 đến 2013 hầu như là cái ra máy nó bị rôm theo thời gian đấy. Bên này là anh em có bắn tỉa rồi, không thích thì vẫn còn nguyên zin đúng rồi đấy. À, báng với lại càng nguyên zin này, cụt nguyên zin của đời hai năm 2012. Vâng, biển dán ni lông cả xe luôn, cái phần sơn zin các bác nhìn các biết chảy vết xước ra nó có đấy nhá. Đấy sơn zin cái tay này thì thay thôi, yên vẫn còn này. Đấy tiếp tục bên này bô veo ốc trục giật sau mai ơ sau còn hết. Đúng đời của bô Việt Nam, không phải là bô Thái nữa. Bô Việt chuẩn Nam. Rồi. Thực ra bô Việt Nam rẻ hơn bô Thái nếu các bác mua mới. 2543 đắt hơn đấy ạ. Nên là nhiều các bác cứ bảo là thay, nhưng mà nếu mà lên bô Thái thì em vẫn mua như vậy thì nó không khác nhau. Thực ra là bô Thái máy nó chắc hơn, nổ nó đanh hơn, nó giòn hơn. Anh Nhân sẽ thích nghe đấy hơn. Còn bác kêu zin thì đúng là bô Thái vào thì nó lại không phải zin rồi, đúng không ạ? Cái mặt này là có sờ ba lại nhưng mà đang dán ni lông này các bác nhìn, đang dán ni lông hết này. Đấy đúng không? Rồi. 27.500.000 cho một chiếc Dream Việt 212 máy zin. Các bác ơi, 212 máy zin Dream Việt. Con nhập khẩu 150. Nắp bình xăng có spa lại này. Lên một nhập lên SH nhập khẩu 150. Ừ 150. Chắc là cà phê thôi. Anh em ừ cà phê. Con này thì bán tỉa anh em, rồi. Con này bán mẹ lạ, mình bán bố lại trông nhiệt xấu nhỉ. Gọi là trình độ hơi bị non, chắc là phía đằng khách thợ của bên chủ bán thôi. Vâng, bên hoặc kia em thì không bắn ở mức độ như vậy đâu, mất điểm quá đúng không? Ngày hôm nay mà không bắn được thì em lại bắn lại màu cả những cái phần này bắn lại nha anh em nhá. Nó phải lên màu bóng, các bác ấy là chính xác là bác ấy này là đam mê sơn sần thì lấy sơn sần xịt lên thì mất điểm đúng không ạ? Xe này nó máy zin, hàng zin Việt sáng hình như này mà lại làm nắp bình xăng, mất điểm, chính xác. Nên làm xử lý cái này. 27.500.000. Con này để chị kiểm tra xem. Một vài chi tiết là chủ đầu tư quả sơn sần mất điểm này các bác nhìn. Một thời gian nó bong hết mà. Đúng không ạ? Ok. Anh em nào quan tâm đến Dream Việt, những anh em ở đúng 89 Hưng Yên liên hệ giúp em có thể đầu tư thêm tiền dọn làm đẹp phần nhũ đấy ạ. Theo ý mình sau. Còn trước mắt đây là em cứ giao báo anh em là 27.500.000 một chiếc Dream Việt máy zin. Lườn lóc đồ đều nhá. Theo chị nghĩ là cái này nên bắn em ạ. Để này được rồi, bỏ xử lý bắn cho chị cái này. Sai đâu chị chịu. Sơn lại nắp bình xăng. Sơn lại nắp bình xăng trả về cho chị. Sơn lại bóng cho chị. Anh Hà Văn Quảng có đờ zin tầm 30 triệu zin màu không. Đây, để zin thì có anh ạ. Màu anh phải đợi em. Vâng. Là những chính chiếc Hà 30 30 triệu mà zin màu thì nó lại chưa được sáng. Mặt nắp bình xăng này về bản cũ. Rồi, anh Nguyễn Trường. Cái này nó là trường. Bản bóng, bản sơn sơn đúng không? Rồi em sơn lại bản bóng y như cũ cho chị. Đấy, bảo đánh giáp xi cẩn thận cho chị nhá. Anh Nguyễn Trường bán Sơn cứ doang xanh mà chơi. Rồi, mang ra ngoài, mang ra ngoài đi. Hôm nọ em bán một chiếc doang xanh 27 tháng 7 đấy, anh ấy lại đổi, anh lại thích doang vàng. Đấy anh ạ, thật sự luôn mà anh ấy đổi các tiền cơ. Đấy. Thôi thì thôi, mỗi người một sở thích anh ạ, cũng khó. Vâng. Chia sẻ giúp em để anh Đỗ Ngọc sang 9K 1 kg. Phiêu 1 chút em lên nhá. Đây có phiêu 1 ngay sau đây rồi. Hai mấy triệu em ơi? 27.500.000. 27.500.000 anh em nhá. Đấy em chính thức là em là người báo với lại Đức Bê Mâm là sơn lại cho em cái này. Tại vì là con này em có like một lần rồi đúng không? Con này like một lần rồi mà chưa bán được là chắc là do cái mặt nắp bình xăng anh em làm hơi xấu. Đấy, anh Quân Vương cho anh hỏi có tin công tơ mét. Anh ơi, công tơ mét thì một số những cái xe cổ lâu năm thì bọn em cũng khuyến khích các anh không nên tin nhé. Có cứ viết phiếu yêu cầu vào đây, sang bên kia có một đội ngũ kỹ thuật bên em sẽ kiểm tra và sẽ sắp xếp. Vâng, hiện tại là dép.
Còn cháy Jeep rồi. Trắng à? Jeep trắng là có. Em còn. Qua em vừa like con 2018. Bên nhà 64 cũng phải còn 10 chiếc Jeep trắng nữa, không ít. Nhiều lắm anh em ạ, Jeep trắng bên em rất là nhiều. Hôm nay Đức bên mâm không biết có cho ăn không. Lên Dream Thái đi em. Anh ơi, 61.500.000 anh Hòa Văn Quảng nhá. Anh nghiên cứu kỹ trước đây tôi về. Vâng. Sơn zin máy zin, xe rất là đẹp. Xứng một đáng chiếc rồi. Dream Thái đời 2001. Vâng. Văn Quảng xem cho em con đấy lại giúp em các bạn, anh các bạn nhân viên ấy. Các bạn gửi hình ảnh cụ thể cho hoặc anh xem like lại like giúp em. Vâng, Supreme cọp giá bao nhiêu? Cọp hiện tại nhà em chỉ còn con Dream Thái 61 triệu 500 vừa rồi đấy thôi. Đấy, cũng là xứng đáng. Dương Thiên Ân ạ. Còn là ủa. Em lấy index qua giá thấy hợp lý. Tưởng máy kém, anh em ở hơn 10 mà thì nghĩ là future, nhưng anh em nghe máy này, ấn tượng chứ. Đầu bò đẹp luôn, hô doang, anh em nhìn đầu bò này. Ôi. Theo thời gian anh em ạ. À, theo thời gian thì cái tâm nan của nó cũng bị rồi, đây là những cái điều đổ xuống, nhưng nó là nguyên càng nó xuống này, càng vẫn zin này. Đấy, các bác này, trước này là zin đều đấy chứ. Có phần dè trước thôi, dè trước và mặt là ba thờ và hai yếm là có sờ ba. Phần nhũ là còn. Đấy, đầu bò khô ráo. Với cái tầm tiền hợp lý này cho các bác trung tuổi đi đưa đón cháu chạy phố thì quá hợp lý rồi. Tem mác vẫn còn nguyên anh em nhé. À, cửa trước thì trên mặt trước thì có sơn tỉa nhưng mặt sau thì vẫn còn nguyên zin, bản thân tem nó vẫn tem mác vẫn còn nguyên zin này. Đấy. Tâm nan chì đời 2003. Vâng, máy này. Cái máy nha các bác nghe. Đúng không? Anh em nghe máy này. Tiếng này là chính xác nhất, nghe trên mic cái tiếng này mới là thích này. Đúng không? Bô NM công gì này, đồ này các bác nhìn được mà đúng không ạ? Tem vẫn còn này. Đấy, da máy vẫn còn này. Đấy, sơn đằng sau này, tỉa có nhưng không nhiều, phần sần có tỉa. Đấy, đầu bò khô ráo. Giá có 11 triệu thôi các anh em ơi. Ôi, giá này anh em lăn tăn. 11 triệu cho một chiếc future. Nhìn nó cứng cáp chắc chắn. Thoát máy thế này được. 160 hình như em còn sao anh ạ? Còn máy 160. Chắc lắm. Có 160 chứ ạ? Anh Hải Đăng nhá. Đấy. Các bác nhá, các bác trung tuổi ngày xưa đam mê Future 1 chưa mua, hoặc những bác nào đã trải nghiệm rồi chạy Future 1 mà muốn trải nghiệm lại, cần một phương tiện đi lại đưa đón cháu. 11 triệu đồng, máy ngon nha anh em, máy zin đấy ạ. Máy zin chị ạ? Máy zin vâng. Không? Không, vì với cái tầm tiền này thì kinh nghiệm. Nhưng được cái đầu bò vâng, đẹp, đầu bò đẹp luôn. Cho cô một lần, được cái đầu bò này. Yeah. Rồi, đâu ông đầu bò chỉnh rồi, hỏi cãi nhau, nhưng mà giòn xanh nó đẹp quá anh em, cái da máy còn luôn. Ốc treo máy vẫn còn nét căng cái này mà, đúng không? Chỉ mất cái gioăng đầu bò nữa, gioăng đầu bò thôi. Đúng không? Nhẹp máy này, 11 triệu mà, đúng không? Trời ơi, máy này đấm chắc này. Chính xác là cơ này là còn luôn anh em. Nghe thế này là cơ không thể ra được. Đấy, anh nhìn đầu bò tiếng hồi côn nhá, các bác nghe tiếng hồi côn này. Đấy, còn tiếng hồi côn lại mà. Đấy. 11 triệu máy này, này anh em ạ. Quá hợp lý. Anh em nào liên hệ chốt nhanh nhá. Với cái phân khúc giá này em khẳng định là rất hợp lý. Quan trọng là biển, nó cũng là biển đúng đúng đời, đúng biển. Đúng rồi, côn nó vẫn còn nguyên zin, nhưng mà máy thì có thể là... Có thể khoái khiếc đấy, loại như là chỉnh mất cái bốn con ốc đầu, hơi tiếc một tí thôi. Thực ra là 11 triệu đồng, anh em quan trọng cái chất lượng này. Anh em nghe tiếng chất này. Đau lưng à? Chất 11 triệu đồng anh em nhá, đấy, 2003. Rồi, cố lên anh ơi. Còn 1 triệu thật sự với anh ở cái phân khúc này, em này đang đứng đầu bảng, khẳng định luôn. Có 1-2 chiếc đuôi 86 gì đấy mà 13-12-8 ấy. Vì nó lọc, máy nó đuối. Cái dòng xe máy nó chắc. Future có 11 triệu, anh em liên hệ. Thì quay cái Future, quay. Đấy, nhìn anh em thấy nó sáng không? Cả về hình nhá, nó không mới, nó không sơn lại tất vì tem đằng sau còn. Máy thì căng, đồ sáng, đều. Nhập khẩu 150, có rất là nhiều anh em đang hỏi em là nhập khẩu 150 lên đi Dung ơi. Đức này cho đánh cho quả biển 38 thế này. Anh em có quan tâm biển 38 không? Tại vì biển Hà Nội còn rất nhiều mà. Ngay trước kia cũng là 150 nha các anh em nhá. Đấy, anh nhưng mà lúc này Nguyễn không Thế ra. Anh 10 triệu 500 nhé. Anh ơi, cố lên một xíu nữa anh em mình gặp được nhau rồi. Nếu mà anh... Một thôi ạ, em rồi. Cũng đã em bán ra có 11 triệu thôi mà. Nó rẻ hẳn đấy. Đúng rồi, đồ nó còn rất là cứng. Xe nó chắc máy, côn còn nguyên tiếng hồi. Đây là những cái anh em mà trong nghề sẽ nghe thì rất hiểu được. Đúng không ạ? Bô NF 110 GOC chuẩn đét luôn. Rồi, chiếc SH biển 38. Vâng. Con này anh em có thể rút hồ sơ được. Đấy. Nó hơn cái là thôi biển 38 nhưng mà giá 150 nhỉ? Giá rẻ. 28 triệu 500, 28 triệu 500. Bác nào quan tâm đến SH thì bây giờ đúng là bảo anh đi SH gì đi SH nhập. Nhập màu gì để còn nhập cà phê này còn 150. Có mỗi nhắc đến giá là 285 thì thôi bỏ qua. Đấy, tóm lại mua bán không ghi giá tiền mà đấy nữa là anh em có thể thoải mái trải nghiệm một phiên bản SH nhập ngày xưa bao mơ ước. Kiểm tra cái con fuel đấy giảm cho anh em 200 nữa được không? Giảm 300 rồi chắc không 200.
giá đang rất là hợp lý rồi. Chắc là Gia Lộc một tí thôi để em chủ động anh nhá. Gia Lộc cho anh 100. Thế Hùng. Mỏng lắm rồi nha, dưới 2 triệu là bên em rất khó để cựa được, em cộng mỏng lắm rồi. Vâng. 11 triệu thôi. Em cộng 2 triệu cả nhân viên, cả phục vụ, tất tần tật từ A đến Z anh em ạ. Đấy. Anh em cứ đây, một con này thì máy rất là ngon này. Biển 38, giá tình yêu thương, anh em cứ hồ sơ thoải mái mọi người nhá, bản nhập khẩu 150. 28 triệu 500 thì anh em còn lăn tăn gì nữa ạ? Vâng, Vision đấy 2017 2018 có giá sao? Giá dao động tầm khoảng 23 đến 27 28 triệu không thuộc vào biển nữa anh nhá. Máy ngon lắm anh ơi, máy rất ok luôn. Đấy, các cái đồ nhựa này nó khít, nó không có rung lắc vỡ, tức là bên em có kiểm tra đẹp đồ nhựa chắc chắn cho khách hàng. Đấy, máy móc thì kiểm tra ngon lành hết, đường nước mát cũng được soi xét. Tiến lợi 10 triệu 500 chốt. Không được anh ạ. Anh em cứ cố lên mùng 1 và cố gắng cân đối đấy, bán tốt đấy. Bán giá bọn em là cũng gì đấy, em đã nói rồi. Những con xe mà nó hàng chất lượng, tất nhiên máy chạm nhưng thì anh ok. Tiến lợi đúng không ạ? Em cộng mỏng nên là thật sự em cũng không bớt được nhiều, nên là anh em cho em Gia Lộc thôi được không ạ? Đấy, nếu em cộng cao thì việc bớt 200 làm sao em không bớt đúng không ạ? Lãi 2 triệu, 3 triệu rồi, bớt 200 giao lịch cho nhanh. Xe tiền ít cộng mỏng thôi, tại cộng mỏng thì lại bớt đi. Nên anh em để cho em giá đấy xong em Gia Lộc nhá. Đấy, nó thật sự là nó rất mỏng rồi, mong các anh em thông cảm. Anh Hoàng Ngọc bằng em đã được ăn tôm hùm bao giờ đâu? Cả đời chưa được thưởng thức. Cả đời chưa được thưởng thức con tôm hùm tí nào. Nhiều khi là chỉ được nao ước một lần thôi. Ừ, được cái gì nhỉ? Ao ước một lần được ăn con tôm hùm và được ngắm con tôm, con gì, con cua hoàng đế. Rồi. 28 triệu anh em nhé. Sắp xếp, chị Dung sắp xếp cho hai vợ chồng anh Thiệp like cùng một hôm xem nào. Có luôn, anh em chú ý nhá. Được mà. Có gì đâu, đúng không ạ? Ra giao lưu chào hỏi các khách hàng thôi, đúng không ạ? Đơn giản. Rồi, các bác liên hệ giúp em 285, không có nhiều đâu, một sản phẩm cà phê duy nhất của Hoàng Kiên đấy ạ. Nhớ cho em máy 150 nhá. 150. Đấy, dạ, đẹp chưa? Đấy, đây rồi. Đấy. Đèn LED 7.000 cây. Nào ngu vui vui anh em ngồi đếm giúp em mua về đếm cho em cái na này xem bao nhiêu cái. Em nhớ không nhầm hình như đâu đó là phải rơi vào trên dưới 100 cái thì phải. Tâm nan dày nha anh em nhé. Đắt là đắt ở cái hệ này này. Đấy. Tâm nan dày rất nhiều nan, nhìn nó trông nó bề thế không, anh em công nhận không? Nhìn nó chắc chắn hơn không? Đấy. Anh Nguyễn ạ. Đồ con là 500. 500.000. Vâng. Anh có con nào để em 20 triệu quay đầu không? Cho em xem. Xe gì chứ anh? Có con, chắc anh muốn lấy Dream, anh Nguyễn chắc lấy Dream. Có một chiếc Dream tái, nãy em bảo Đức đưa ra nhưng mà chắc Đức bảo được 4 hôm thì phải cố đợi hôm nữa cơ. 1695 Dream tái 18 triệu. Đấy, anh em có quan tâm thì nhớ cho em cái biển 1695 đấy nhá. Dream tái. Đấy, mới được 4 hôm, tức là ngày mai Đức mới cho ra. Nhiều khi ông quyết định to phết. Tại vì là sếp báo luôn là 5 ra. Năm hôm ra. Rất thích lên gym. Chết. Bản thân những người like bọn em thì vì các bác, em biết các bác thích gym nhiều nên là rất thích đưa ra gym liên tục. Anh, khó để Nguyễn Hiền đang bảo 84 cái. SH 28 triệu 500. Máy còn gym không anh? Không anh ạ. Vâng. Thôi em cũng khuyến khích các bác nhá, lấy những cái tầm SH đời sâu và lấy những cái tầm SH giá tầm tiền trung. Các bác chọn cho em những con chất, đúng không ạ? Kèm theo bảo hành của cửa hàng thì nó hơn là những con zin đấy ạ. Zin các bác y tiếng là được với zin, nhưng Tuấn nhiều khi về mình lại là người bỏ tiền 500. Ra mình làm nó lâu quá rồi các bác ạ, nó lâu và tầm tiền nó ít thì mình không thể đòi được trọn vẹn đấy. Mong các bác cũng hiểu cái vấn đề đấy nhé. 7.100 cây. Bản tăm dày Ali, em tên là như Tống Ali, gọi là Tống Ali, sản xuất nhớ. Ở nước bạn bên cạnh đấy, hàng liên doanh với nước bạn được chưa? Đây, em mark tất riêng cả. Về thiết kế thì chưa bao giờ anh em nước mình thật, gọi là phải thất vọng cả. Chưa bao giờ phải thất vọng vì cái thiết kế của nước bạn. Em gặp nhiều các bạn trẻ đi mua xe, gọi là các cháu đi tôm hùm, gặp cháu toàn chọn hàng của Trung Quốc cạnh những hàng của chính hãng, nào là Elite thì chê nó cụt cụt xấu xấu, Candy thì chê nó tù đấy, Honda nhiều khi còn chê cứ thích làm sao Pinto của liên doanh cơ. Con này là 50cc dành cho các bé đi học nha anh em nhé. Bản tăm dày này, bản tăm dày là bản đắt này. Đấy, Tống Ali này, tem mác Tống Ali nó vẫn còn khác nhà sản xuất luôn. Một vòng như cô. Đấy, tiện. Ra máy nguyên zin này, anh em nhìn đồ cứng cáp không? Xe đẹp không mọi người nhé. Này phải cập nhật được tiền đồ, vừa dọn xong những chiếc xe vừa mới ra lò xong mà tiền đồ không có này thì cộng. Rồi, tăm nan anh nhìn tăm nan đẹp không? Đấy, ốc trục đẹp. 11.800.000. Đấy. Rồi. Đồ 3 lít vì cộng thật sự những xe rẻ này bọn em cộng có 2 nhưng mà tiền đồ mà lệch một chút thôi là cuối cùng lại là báo giá 2 lần giá là rất khổ cho anh em
chốt giá cũng như là đội giống bọn em xem giá. Đấy, Đức báo là dọn mất 300 thì em vừa cập nhật được, thì giá là 11.800.000 bao dọn anh em nhé. Đấy, thì vì có những cái công dọn, nhớ cho em nó là những cái bản mới nhất và đời thì các bác lưu ý là 2022. Đấy, bản này mua mới cũng nằm trong top ở những hàng cúp đắt, đâu đó 17-18 triệu chưa tổng đăng ký. Tổng Ali này đắt mà, tổng Ali này là cùng là cúp nhá, có những chiếc cúp tăm nhỏ ấy, ít tăm ấy, hoặc những cái cúp chưa được đèn led ấy, thì nó lại đắt lại cúp bằng đúc thì nó lại rẻ, cái bản này là đắt nhá. Bác nhìn cái màu đẹp đúng không, thiết kế này từ cái yên nhá, nhiều bác còn khoái khoái ở cái yên, nhìn trông nó vát vát, nhìn nó gọn đấy. Từ cái để chân nhá, các bác nhìn nhá, chi tiết cái để chân nó dày đúng không ạ, bình thường nó không được dày dặn đấy, cái phần dày của để chân này. Ờ, máy vẫn nổ suốt đấy ạ, máy vẫn nổ suốt, xe của 2022 các anh em nhá, biển 29AB26467, giá 11.800.000. Anh làm sao để nhận thông báo cái xe về? Cái con em đang báo là 1695, con đấy là biển Hà Nội, con đấy là con Jim ấy, con 2695 dắt vâng. Ra đây 2695 dắt đi. Ok, em dắt luôn ra đây cho anh em luôn nhá. Máy rồi, được rồi, anh em đợi tí em đưa lên luôn. Đấy, phải nhiều khi là phải tác động rồi. Rồi, được phép, được sự chỉ đạo. Nhẹ. Chiếc xe đời 1999. Đấy, có đờ gym luôn anh em ơi. Thêm con đờ gym à? 2695. Đấy. Con này chưa giao dịch xong anh em ạ. Đấy, cái đội ngũ đi mua xe còn chưa hoàn thiện được cơ. Rồi. Rồi rồi. Con đang dưới này nhá. Đang dưới này anh em ơi. Đây đằng này rất nhiều xe để anh em có cãi nhau. Con chiếc lết chế cơ này đi. Đấy, em rất thích lên chiếc lết chế cơ này. Rẻ tiền nó anh em ạ. Zin, em vẫn nhớ chiếc này. Nó là giá rẻ. Đây, nó là có nhá bạn nhá. Đây này. Phải con dáng này nhưng bản chế cơ. Đấy. Nó căng, nó không bị cọc hay cọc lên mà nó lỏng lên mà nó vít lên đấy các bác ạ. Chắc nhỉ? Là cái hay của những cái dòng lết máy zin. Lết 110 này này, kể cả lết FI. Đây chiếc này thì là chế cơ thôi. Đấy, nhược điểm thì nó là chế cơ. Nhưng mà hàng Honda thì thôi tiêu thụ nhiên liệu cũng bình thường. Anh em nghe máy. Về máy còn về hình này các bác nhìn này, cũng là sơn còn luôn. Đây là chấm này. Vẫn đang nổ máy. Ok anh Việt Linh. Êm nhỉ? Êm quá luôn. Tem vẫn còn này. Ấy, cái giòn xanh này, đời 2008-09 mà thì đặc trưng phải sản xuất giòn xanh rồi. Đấy, hàng các bác nhìn hiểu không ạ? Rồi anh em nhá, đời 2008 mọi người ạ, bản chế cơ. Đấy, Blade màu trắng, được cái màu này thì cũng không nhiều anh em thích được cái này, củ máy đẹp nhỉ. Đẹp mà, đổ rất đẹp và đẹp. Đấy, máy vẫn đang căng đấy ạ. Sơn vẫn còn. Máy thì zin. Ấy, bác nghe máy sướng không? Cái sơn tem này nó vẫn còn sau bao năm tháng là giá trị được chứ. Giá tình yêu thương anh em ạ. Tầm này cho anh em nào gọi là thích một chiếc xe Ablet giá rẻ 2018. Đấy, phải chính xác cái câu chuyện thì chiếc này nếu mà để marketing thì câu đầu tiên anh em ạ, nó là dưới 10 triệu các bác có tin được không? Chính xác là để cho các bác có 8.800.000 thôi. Bây giờ 8.800.000 anh em mua Ablet máy zin, sơn zin, biển Hà Nội. Đấy, ngắn gọn như thế để anh em có thể dễ hình dung ra với cái chiếc Ablet này. Thế tại sao này em mới bảo là đưa xuống để phục vụ anh em từ cái yên này. Đấy, vẫn còn này, đúng không ạ? Nó bẩn thôi nhưng mà nó vẫn còn. Cái tem này nguyên bản nó xuống màu một tí nhưng nó là tem zin luôn các bạn. Có tay sách anh em nhá, tay sách bên em có đi bán tỉa. Đang làm. Lốp trước lốp sau chủ dày dặn về mình không phải làm gì thêm. Đây các bác nhìn. Và cái máy nó nguyên nên nghe tiếng nó thích lắm. Rất dễ đi luôn, dễ sử dụng. Hàng Honda đúng không ạ? Giờ giá thành các bác có 8.800.000. Biển Hà Nội. Ông này thì không có hồ sơ anh em nhá. Đời 2008 cuối 2009-10 bắt đầu có nhưng nó chỉ là hồ sơ tự quản thì không có giá trị gì trên tính pháp lý để rút hồ sơ cả đâu. Chai các bác 99 nhá. Đang bảo là 8.500.000 chốt. Còn 300 nữa mà anh ơi. Chiếc này hơi đáng tiếc. 300.000 nữa. Bác nhìn chủ này làm cả cái để lượn giữa này hay là những cái để chân này, okay, đúng không? Anh Đức, Oppo chống gì này? Tuyền cho em. Đấy, lên là đôi nẹp mà mạ đi nốc này đầu tư này. Đấy, họ đầu tư cho mình rồi. Thì mình cứ thế hưởng thôi. Quá thì vẫn còn khóa zin. Biển gì? Biển đây, quay luôn cái biển số xe. Biển 3008. Vâng. Hà Nội luôn ạ. À, AB 2010 mình còn vài có con. Có một chiếc màu đỏ và màu đen đều có tất. Hôm nay Đức lại không đưa xuống được. Tiếc quá. Con này 8.800.000 anh em nhá. Thôi nó cũng là quá hợp lý. Chế cơ. Rồi. Cái máy còn zin. Chính xác là máy zin nhá, các bác yên tâm rồi. Rồi hàng máy zin đầu bò đẹp này, ốc treo máy này các bác nhìn. AB 150 em có. Em nhìn rồi, các bác yên tâm, nó ở bên trong rồi. Rồi anh Khánh Đăng 01 8.600.000. Gặp được nhau rồi anh ạ.
một 200.000 có thể anh em báo anh em gọi điện có bên em đi, 200.000 mình có thể gặp được nhau mà. Cả đôi lốp nhá, lốp trước lốp sau vẫn còn đấy các bác ạ. À, về có cần phải thay thế gì đâu. Gương bên em lắp cho đây cái lốp này các bác đi 2 3 năm chả phải thay. Đấy, thụt thò em vừa kiểm tra rồi. Đấy, những cái mực sơn nhà máy này tuy nó không được đẹp nhưng mà đấy. À có sơn qua cái càng cầm... rồi nhá, cái càng thì có tỉa những cái vành thì còn. Đấy, tỉa mất tí càng. Có trên bếp này à. Đấy. Em cầm có trên bếp màu đỏ bên chị rồi. Vâng. Chị đang có chốt vừa... chốt rất nhiều anh em liên hệ giúp em nhá. Hàng Blade. Đấy. Nghe máy vít sướng lắm. Giá nó có 8.8 triệu anh em ạ. Bỏ qua làm gì những cái này dòng này. Đỏ. Hơn click vì Ablet nó có hai thụt, nam đi cực kỳ hay luôn, click thì lại là nữ. Đấy, các bác có thể cân đối giúp em. Anh chú lính trẻ đang hỏi là AB mẫu 2010 FI giá sao? Giá thì cứ dao động tầm khoảng 13 triệu đến đúng rồi 17 triệu. Nhưng mà phải trên dưới 15 thì anh em lấy anh thiếu sinh quân giấy tờ đầy đủ cho anh. Bên em thì là riêng an ninh phải chuẩn chỉ rồi. Vâng. Giấy tờ cam kết anh em an ninh chuẩn chỉ bảo hành trọn đời cho anh em an ninh luôn mọi người nhá. Vâng. Thế còn là xe máy thì bên em cũng vẫn bản thân máy móc bên em cũng vẫn là bảo hành luôn. Quay chi tiết cho em xem con Dream ok. Đây. 695. Vẫn nhớ biển con này. Vì em có hay nói là nó lộn lại 1965 thì nó có người dùng nhưng mà thực ra các bác 1965 bây giờ cũng ít dùng xe rồi. Thì đây các bác đến với một chiếc 1695 The Dream Thái 1994 các bác nhá. Rồi sang 95 đăng ký sang 95. Hàng thôi nói đơn giản là nó dọn nó gọn giật rồi. Nó làm ngon lành vuông vắn hình thức như các bác xem. Quay chậm nha, cố gắng quay chậm để các bác cùng xem. Rồi cháu quay. Quay đến đây quay mình nghiêng lại chi tiết, mình cúi xuống một tí, chịu có cúi quay cái đậu bò. Đấy để đứng. Vâng ạ. Rồi anh em nhìn một chiếc Dream Thái anh em nhé, kiểm tra xem đầu máy bao nhiêu em ơi. 04 ạ, 1995 ạ. Ừ, 1995 cho em. Được cái da máy vẫn còn nguyên zin này. Đấy, tem mác, hiện tại là xe đã được đánh xi ngon lành rồi anh em nhé. Cái càng này thì anh em có bắn tỉa. Đấy, hộp xích thì vẫn còn. Tâm nan. Rồi, biển 29F5191695. Đây, quay nốt bên này, xe này thì chắc vừa tiền thôi anh em ạ, chứ không phải là nhiều tiền đâu. Con này máy chạm rồi anh em ơi. Đây, em còn quay cái hộp cái thụt này. Bô này, bô 2543 nhá anh em nhá. Em mác này, da máy, được cái da máy còn đều đều. Rồi, quay tiếp cái đầu bò cho cô. Đây. Cũng là hàng vừa báo giá luôn cho em, cho chị em ơi. Vâng, đây các bác nào quan tâm cực kỳ hợp lý luôn. Ừ. Đấy, quan trọng là giá cơ ạ. 18.500 vẫn nhắc rồi. Từ hôm bữa trước rồi. Có 18.500 thôi các anh ơi. Ừ. Cả dọn dẹp xong xuôi ngon lành hết. Vâng, hàng lại sẵn rồi. Các bác đam mê Dream Thái thì lười lượt một chút đấy. Muốn đấy. Những cái nó có những cái anh dọn sẵn ngon sẵn thì chọn cho em. Có thể về một là mình tẩy rửa cho nó sạch sẽ mọi người nhá. Bản thân đây. Vâng. Nó hơi rôm rôm theo thời gian này. U 2543 nên nghe tiếng nó vẫn rất là thút tha thút thít đúng không ạ? Căng đét gọn gàng, ngon. Thanh niên trải nghiệm quả Dream huyền thoại là gì đấy, nó vẫn ở một cái vị trí khác đối với những chiếc Way hoặc những chiếc Sirius hay Jupiter đúng không ạ? Những anh em thanh niên Dream Thái rất dễ sử dụng. Cái giá tiền nó hợp lý để cho anh em có thể tiếp cận một cách nó dễ, sau đó không dùng bán vì nó rẻ, nó thấp rồi, may sau anh em bán nó cũng không bị lỗ nhiều. Cùng là một cái Dream các bác chơi quả trên trăm, may sau em sợ vâng. Tiền trục là lỗ là bình thường. Đấy, nhưng Dream này nó lại rẻ hơn. Dream Thái 61.500 đã bán cho anh Phạm Văn Tuấn rồi. Cảm ơn anh Phạm Văn Tuấn rất là nhiều nhá. Biết anh còn trên like không? Gửi lời cảm ơn anh rất đấy. Là nhiều đã. Cũng là phải là thật sự là chúc mừng anh đấy, tại vì những cái sản phẩm đấy là không có nhiều đâu anh ạ. Em nhìn này. Đấy, khách cọc này, đặt cọc Dream. Đấy, biển số 61.500. Đấy. À vâng, anh Vi Hà Linh nhá. Anh đã cọc rồi nhá mọi người nhá. Anh đã hiện tại đặt xe đấy đã được một khách anh Tuấn đã cọc rồi. Tại vì những cái dòng xe bên em ấy hầu như là livestream những cái dòng xe Dream cứng cáp đẹp là hầu như là các anh rất là yêu mến. Đấy. Rồi. Nhiều xe bên em anh em. Xe Dream 995 đăng ký 96 nhá. Anh Vi Hà Linh nói đúng rồi. Vâng, thôi nó cũng là vừa rồi. Tiền anh em nhá. Tiền nãy em tưởng con 61.500 nó là máy zin, thế nhưng mà con này là máy chạm rồi, xe cũng được spa qua sạch sẽ rồi. Con AB vừa quay như nào, con AB đấy là máy còn zin, sơn là nhựa là còn một số chỗ có càng là có tỉa thì thôi, cái đấy anh em cũng thông cảm, quan trọng là cái máy nó còn nguyên và nó chất nó căng, có 8.8 triệu anh nhá. Vâng. Cái giá tiền đấy thì anh đừng bỏ qua. Kia là 18.500.000 ạ. Vâng.
Rồi 1996, 1995, 1995 đến 1996. Rồi rất là nhiều anh em đang comment ở đây. Đây, đọc một vài comment không trôi, các anh em sẽ có những cái thắc mắc đúng không? Sao nhắn tin mãi không thấy nói. Anh Nguyễn Đô, chị Dung nói khéo quá. Vâng, xe đấy anh Nguyễn Ngọc, Nguyễn Văn Ngọc, chắc anh hỏi đợt gì mà. Vâng. Mình anh khen em là nói khéo đấy, em là người xe người đẹp có bán xe người đẹp có bán không? Chị Dung đi xe đạp rồi anh ạ. Duy Khoa xe AB 2.10 bao nhiêu nát có rồi, nhá? Nát rồi, giờ là tình hình là nát rồi. Xe chị đi Vision, anh em có nhu cầu Vision thì liên hệ với chị Dung, chuyên không. Vision. Không, con thấy không bao giờ bán. À không bán. Con Vision lần trước ấy bán. Con Vision trước bán vậy vì là nó không hợp mệnh. Nó không phải là không hợp mệnh. Màu vàng. Nó làm màu thì không quan trọng, nhưng con này là đặc biệt, nó có một cái ưu là vừa là biển số nó vừa giống xe ô tô. Đấy, biển số xe ô tô, biển số xe máy giống y xì nhau, không khác một tí gì luôn. Nhưng biển Hà Nội không số xe như vậy. Đặc biệt, điều đặc biệt đấy, cũng không có con thứ hai chắc chắn rồi. Giống nhau thì làm sao có con thứ hai được. Đúng không? AB 2010 bao nhiêu đấy? 2010 anh cứ quan tâm cho em là tầm khoảng 13 triệu đến 17 triệu anh nhá. Vâng. Tùy từng chất lượng và biển từng tỉnh. Đây một chiếc bình dân thôi, phải nói thật sự là bình dân, nhưng mà giai đoạn này lại có cái độ các bác hỏi nhiều, nó là hàng cúp đèn vuông 82 của 50cc cho các cháu học sinh đi học. Bản này là bản liên doanh. Đấy, hàng liên doanh Việt Thái thôi, nhưng mà tên thôi, liên doanh Trung Quốc hết các bác. Vâng, liên doanh. SH 2022 xe BS có không cho giá gì? 2022 xe BS em có mà anh, tầm khoảng hơn 60 triệu là có xe rồi. Đúng rồi ạ. Vâng, 50cc đây, 82 50cc. Bản hàng Việt Thái anh em nhá. AC 99 à 98 ạ. 98 AC 01262. 50cc dành cho các bé đi học. Giá các bác có thấy 8 triệu thôi. Nói chung là thay những chiếc xe đạp điện, giải quyết phương tiện cho các cháu đi học mà không cần bằng. Hoặc các cô chạy chợ một chiếc phương tiện đi lại đơn giản. Bình thì có thể báo các bạn kỹ thuật xử lý ngay được. Không, nó cũng để lâu không đề thôi. Không sao, bình khỏe. Cho bác nghe bình gọi càng đét. Đấy. Hàng cúp thì em phải chia sẻ là nó là một trong những mẫu xe phổ thông. Nó đơn giản như không có gì thì đơn giản hơn nữa. Nên là chả lo để hỏng hóc đâu. Đấy, hàng nhông xích rồi má phanh rồi xăm lốp các bác chủ động, vậy là ok, không cần quá cầu kỳ về những cái cảm biến hay là điện tử hay là phức tạp quá để nó gây ra hỏng hóc sửa chữa. Nên cho các cháu đi học nó có những cái, tức là nó đơn giản đến mức độ dễ sử dụng, dễ sửa chữa nhất thì cho các cháu dùng. Đấy, giá thành thì có 8 triệu cũng là những cái phân khúc là các bác có thể hoàn toàn cân đối ở cái nhu cầu sử dụng kinh tế của mình cho các cháu đi học đó. Rồi anh Phùng Cường đang hỏi, các bác vừa xem có gọi là vâng Gia Lộc, hãy để cho bên cửa hàng em chủ động. Thật sự những các giá lai mong các bác hãy để cho em Gia Lộc ạ. Bên em có anh, chủ động Gia Lộc cho anh em một xíu lấy may thôi. Nguyễn Văn Huệ 82 đời gần chót. 82 này thì phải chót rồi anh ạ. Bình thường 82 em thấy những cái chín mấy 2000, như 82 này thì phải đăng ký tận 2017 rồi anh ạ, phải chót quá rồi. 82 liên doanh anh nhá, không phải hàng Honda đâu ạ. Rồi, đầu có bốn ốc dài. Nào rồi. Bình thường người ta là bốn ốc ngắn, đời 1996 là bản tem nổi, rồi. Cốp nổi. Thế nhưng mà đây nó hẳn đầu dài thon lõ. Anh này gọi là đời quá chót rồi chứ anh không phải đời chót này ạ. Chót quá rồi, lên tận 2010 mấy rồi. Anh mặc đời trôi, có 82 nào ngon không tầm tiền 20. 82 Honda giai đoạn này bên em cũng đang hơi bị. Anh em nào có nhu cầu bán thì cũng liên hệ để em lên đây em giao lưu với các anh em nhé. Rất nhiều 81 và Dream cũng như SH những sản phẩm thông dụng quốc dân. Nhưng 82 ZX, đấy là những sản phẩm bên em cũng đang thật sự đang con Dream 1965 có thương lượng hay không để 18 năm hãy để em Gia Lộc đấy anh em nhá. Gia Lộc thì thôi đấy, nó có những anh cái con Dương Đức Tuyền chắc là em chỉ Gia Lộc một xíu để lấy may thôi anh ạ. Em đổi này, con Dream còn không này, anh nào có đang quan tâm thì liên hệ đi ạ. Vì nhiều anh em hỏi Dream lắm cơ. Với những cái Dream Thái nó trông nó vuông thành sắc cạnh như thế mà giá nó cũng là bình sàn như thế thì các anh em ạ cứ chơi chán lại bán, giá còn lưu của đấy mai sau bán hoàn thiện trừ em chút, lại có con khác để anh chơi. Đấy là cái mà em khuyến khích các bác, quan trọng là có xe để các bác chơi. Chứ nhiều khi phải nhiều anh em hỏi đây em đành phải trả lời là không luôn, thế này cũng không có hạ sản phẩm luôn. Đúng rồi. Đấy, anh nhá. Rồi, một chiếc Winner V1. Ưu điểm là chất xuất sắc, đời 2018 ngon. Nhược điểm là biển tỉnh, đuôi 53 và giá cũng gọi là xứng đáng với cái chất của nó. Đấy thì tôi gọi là anh em có nhu cầu, nhất là những anh em ở 36 thì liên hệ cân đối cho em. Những anh em Thanh Hóa quê mình đâu. Một sản phẩm sơn zin, máy zin này các bác nhìn này, những cái sơn tem này, những cái đầu sần này, đấy nó đẹp mà đẹp từ cái cùi tay nắm tay phanh, vành viếc lốp còn nguyên hết, máy miễn chê.
các cái cần số để chân không thay thế gì, các cái ốc sao, ốc lục còn hết để chân này, các bác nhìn này. Đấy, 2017 đăng ký 18, đúng tem đời luôn. Đấy. Đấy. Rồi, anh em nhìn biển số nhá mọi người nhá, anh em đúng đất, đất đúng biển, đúng tỉnh quê mình có thể cân đối giúp em. 36B629353. Một chiếc Winner đời 2017 đăng 18. Vâng. Máy zin sơn zin, máy này anh em nghe này. Trời ơi, em những cái máy này thì ngon, bây giờ giá để chia sẻ luôn. 17 triệu. Các bác mua quay thì bỏ qua quay đến với côn tay được không? 17 triệu thôi. Đấy, giá này các bác chơi quay được thôi. Đây các phím này, con cứ nghiêng hẳn như này nhìn cho thoải mái. Đây, con. Rồi, anh Trung Ninh lấy xong xe gì đấy? Các bạn nhân viên online. Đồ này. Được, các bác nhìn. Inbox trực tiếp cho anh nguyên hết nhá. Nguyên hết để cho các bác chơi. Giá 17 triệu. Trên đường mua quay bảo đi xe côn mấy năm cho trải nghiệm. Đến với Hoàng Kiên luôn, quất luôn em này cho em. Đấy. Là một con xe côn tay 6 số, trải nghiệm vài năm đã, xong rồi mình quay về quay hay quay về xe ga sau. Kinh nghiệm em bán hàng nhiều năm là thường là các bác chơi xe côn nên có 1-2 năm chơi nhất định. Đấy. Sau đó có thể đổi vì nhu cầu vợ con hoặc các cháu thì phải có một cái xe tay ga hoặc xe quay. Nhưng phải trải nghiệm anh em ạ, nhiều khi đến lúc gọi là trẻ không chơi, đến lúc lớn tuổi một chút lại khó chơi. Rồi, cầm đấy lại chơi lại khó. 16 triệu ok không anh? Xe gì ạ? 16 triệu xe này, 17 triệu. 17 triệu anh ơi, nhớ cho em là xe sơn zin, máy zin nhá. Này, dạo này anh em hay mặc cả em thế. Đấy, em chỉ có ra lộc một xíu thôi, đã là livestream là em không ra không bán bớt nha anh em nhá. Em báo luôn là em không bán bớt này, tại vì là nói thật ra là mỗi một ngày là bọn em 2k là live cũng dự trường kỳ đấy ạ. Đấy là cũng là giá là phải cân đối tốt nhất có thể để cho anh em tiếp cận. Nên là tất cả anh chị em nào đang có nhu cầu hoặc đang tìm mua, mọi người có thể cân đối giúp em. Em không bớt đến tiền triệu đâu ạ. Đấy, anh em cố gắng hoan hỉ giúp em trong ngày mùng 1 ngày nay anh em, mọi người nhé, 17 triệu đồng. Có ra lộc để cho anh em lấy may thôi, chứ để bớt cả triệu là bên em không bớt cả triệu đâu. Vâng, 17 triệu anh em nhé. Đường con ở Jim Thái biển 26441 không còn anh ạ, khách chắc là lấy con đấy rồi anh ạ, vì em thấy con đấy nó cũng xứng đáng. Đó, biển tỉnh nhưng lại rất nhiều anh em tỉnh đang xem live đấy. Khi mua nhiều khi bọn em cũng không tính được ra đó là biển tỉnh, cứ đè thấp hơn biển Hà Nội, nhưng mà nhiều khi các bác xem live này ở tỉnh thì cái đấy rất là thích biển tỉnh hơn đấy, nên là bán trước đấy là rẻ so với chất lượng xe, còn so với biển thì nó đúng không ạ. Em có rút hồ sơ hộ anh em chứ em không mất, anh em phải mất phí ship nhá mọi người nhá. anh Hoàng Ngọc. Rồi thế bạn em bảo chị Dung bận sau mặc nó xù xì một tí. Chị Tóc anh em bảo là Rim 191695 làm sao? Tại vì anh em bên TikTok mọi người có thể liên hệ trực tiếp với số hotline bên em. Mọi người vào video trên này, mọi người bấm mọi người vào lấy số giúp em. Đấy. Đây là bình thường là anh em đây đúng không ạ? Mọi người có thể vào đây để lấy số xe máy Hoàng Kiên. Đấy, trên này có số hotline luôn, trên TikTok nào cũng có số hotline luôn mọi người nhá. Thế mọi người gọi điện trực tiếp cho em hoặc vào Belo, Zalo, Zalo gì đấy. Để anh em lên lại trực tiếp với các bạn đi xem kênh em lên The Gym. Em vừa lên liên tục các anh ơi. Vâng, The Gym mấy chiếc rồi thì anh em có thể chút xem lại nhá. Anh Nguyễn Xuân Hải ship về Thanh Hóa có chứ ạ? Sáng nay em vừa ship một chiếc Gym biển 5670 em quên mất cái đầu rồi. Về Bỉm Sơn Thanh Hóa thì phải. Đấy, vừa rồi. Mới ship xong đây anh ạ. Rồi, đây rất nhiều các anh em vẫn đang theo dõi và ủng hộ liên tục. Rồi, Gym thì em vừa lên rồi. Bây giờ em lên cho anh em một chiếc Liberty nhập. Liberty nhập, hàng đẹp đẽ ngon lành xong xuôi hết. Xe thời trang, giá mới thì 95 triệu, đăng ký Hà Nội trên 1 lít. Đấy là câu chuyện của những 2010. Đấy, bây giờ các bác ạ, về tay Hoàng Kiên xong lên tay đến cho anh em giá gọi là giao lưu thôi. Nhập khẩu anh em nhá. 30P. Sao đi kiểu gì ấy. 30P7. Rồi. 4144, một chiếc xe Liberty. Màu trắng, xe sạch sẽ ngon lành, cành đào hết rồi. 10 triệu anh, đấy. Lê Minh Trung nhá. Bỏ cảm qua những cái trăm mấy bao nhiêu thì anh em mới có 10 triệu thôi. Mà dọn đẹp xong xuôi. Sơn tùm bọc yên, tay sách mới ngon lành hết. Các bác lấy giờ chỉ đổ xăng và lăn bánh thôi. Có 10 triệu. Đấy. Ưu điểm của Liberty đó là dáng không cao, xe nhập thì nó bốc, nhược điểm thì nó hơi tốn xăng, đúng. Đây chấp nhận những cái gì anh em mình phải trao đổi với nhau trên tinh thần là thực tế để anh em có thể tiện. Đồ thay thì nó sẽ đắt một chút, nhưng mà những chiếc bên em đã dọn dẹp bảo dưỡng cũng như là đầy đủ full phụ kiện rồi thì anh em cũng không quá lo. Đúng không ạ? Đồ đạc nữa. 10 triệu cho chiếc Liberty biển là 41443070B7 2011 rồi.
Thế anh Bolero có nha anh nhá, em có mua bán đổi cát bình thường ạ. Anh em có thể qua bên em có thu mua tất cả các xe thì em mới bán được cho khách. Người ta nói rồi, mua của người chán bán cho người thèm. Chính củ để anh lấy, BBT, anh Quang Anh. Vừa bán 10 triệu đúng không? 10 triệu anh ạ, chắc em cũng lại chỉ ra lộc thôi. Các bác hết củ được không xong, để ai củ. Anh em hôm nay hình như là mặc cả theo phong trào rồi. Chứ rồi anh em giờ này đang mặc cả theo phong trào rồi. Hãy cố gắng để giá like anh em nhá. Giá lộc là để bên em chủ động. Đấy, mong các anh em hãy những cân đối cũng tin tưởng những các cái giá like của bên em. Vì những cái giá bên em cũng đã hết sức là cân đo đong đếm, gọi là cân lên hạ xuống chán rồi mới đưa ra được một chiếc xe để đưa ra bán cho anh em nhá. Cái giá đấy. AB 2014 bản đầu to. Có. Bản 125. À, bản gì nhỉ? Vâng, đèn xi lông đúng đấy ạ. Máy 125. 82 liên doanh thôi anh ạ. Vâng, không biết là anh em đọc 82 xịn hay không anh em. Bản đèn bi. Đây, đời này đời đầu to nhá. 211, hàng máy zin, sơn có tỉa, những cái đồ anh em có vào. Đấy, sơn có dọn, hình thức được đầu tư đẹp. Nhưng mà máy thì còn zin. Đấy, để trao đổi anh em dễ nắm bắt. Ưu điểm là hàng Honda, tiết kiệm xăng, giá rẻ. Đấy. Biển 29G1 12953. Thôi nó cũng là hàng vừa tiền mọi người ạ, giá thì cũng cân đối giá là hợp tình hợp lý cho anh em thôi. Chứ còn được cái máy chất lượng, nổ máy luôn. Rồi cũng vài hôm rồi, hướng cái biển 53 hôm nay em mạnh dạn xuống đi, 12 triệu thôi. Đấy các bác ạ, biển Hà Nội mà có 12 triệu. Đấy, máy zin hình rõ đẹp rồi, nó cạnh tranh với những chiếc biển tỉnh rồi các anh ạ. Giá không rẻ hơn được nhiều 12 đâu. 12 triệu anh em ạ. Vâng, 12 triệu các anh nhá. Vâng, 12 triệu đồng. Ablade 2011. AB 2011 bản form dáng đầu to. AB Thái em không còn rồi anh Nguyễn Minh Tuyển ạ. Biển số thì 29G1 12953. Mất cái biển số thì nó hơi xấu một xíu. Cho xem Alpha 202 em không còn ạ. Biệt đời đầu cũng đang hết anh ạ. Anh em không quan trọng biển số thì mọi người cân đối cho em con này. Dạ vâng. Được cái là biển Hà Nội. Đấy, giá thì có 12 triệu đồng thôi, máy thì còn chất lượng nha anh em nhá. Anh Quang Minh MC. Vâng, đến giờ rồi anh ạ, em cũng đang chuẩn bị đây. Lượng xe Đức phục vụ ra cũng vừa đủ rồi. Vâng. Thì chắc là cũng sẽ hẹn anh em vào buổi live chiều. Những câu anh em hỏi, những nhu cầu anh em cần mà em và chị Dung chưa đọc hay chưa thông báo được lên live thì mong anh em thông cảm. Đội ngũ online sẽ cập nhật, sau đó chị em sẽ biết và sắp xếp vào những buổi live sau để lên để phục vụ anh em cho đầy đủ hơn ạ. Vâng. Rồi. Đấy, rất là nhiều anh em đang comment, em đọc nốt comment dạ, vâng. Xin phép số like mọi người nhá. Đúng rồi, anh Võ Trọng Long, biển hơi xấu thật mà. 9 triệu thôi bạn. Chốt tranh với biển tỉnh rồi còn gì anh. Tỉnh bây giờ máy zin em cũng phải bán 12 đúng không ạ? Vâng. Vâng. 10 triệu nước, rất là nhiều anh em hỏi từ giá bán giả giá từ 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu. Nhưng mà hiện tại em đang bán ra với giá là 12 triệu đồng nha anh em nhé. Vâng. Đấy, ngày hôm nay thì có chỉ ra lộc một xíu lấy may cho anh em thôi. Dạ. Vâng, anh em nào mà có chốt thì mọi người có thể vào trực tiếp số hotline bên em. Anh em nào đang bên TikTok, mọi người muốn xem lại live, mọi người có thể vào xem máy Hoàng Kiên 52 Chùa Hà giúp em. Hoặc anh em có thể qua trực tiếp địa chỉ 52 phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội giúp em ạ. Đấy, tất cả những dòng xe hiện tại đang có mặt tại Hoàng Kiên thì rất là nhiều những dòng xe. Để đảm bảo về an ninh, pháp lý, chất lượng thì anh em cứ yên tâm hãy đến với Hoàng Kiên. Những dịch vụ cực kỳ là tuyệt vời cho anh em. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Chúc mọi người một tháng mới an lành mọi người nhé. Bye bye mọi người. Xin chào mọi người ạ.